cập nhật tình hình hiện tại Cần Thơ. Bình Thủy, số lượng hoa kiểng chuẩn bị phục vụ Tết giảm khoảng 50% so với năm trước do ảnh hưởng dịch COVID-19. Vụ hoa Tết năm nay nông dân quận Bình Thủy dự kiến chỉ cung cấp khoảng 260.000 giỏ hoa, kiểng các loại, giảm khoảng 50% so với năm trước. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2022, người dân trồng hoa ở quận Bình Thủy đã gieo trồng các loại hoa cúc, cát tường, hướng dương, mai dạ thảo, hoa chuông, hoa hồng, vạn thọ, hoa treo, hoa ly, tập trung ở các phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông. Riêng tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ Bà Bộ, bà con trồng trên 185.000 giỏ hoa, kiểng các loại đang phát triển tốt. Nguyên nhân giảm do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nông dân hạn chế trồng vì sợ khó tiêu thụ. Bên cạnh đó, giá vật tư, phân bón đều tăng, một số nông dân cũng hạn chế xuống giống. Dịch COVID-19 chưa lắng dịu, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân nên chọn những giống hoa dễ trồng, dễ tiêu thụ để tránh rủi ro trước nguy cơ dội hàng, rớt giá. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.